Hôm nay ngày mới chúc tất cả mọi người một ngày dồi dào sức khỏe nha. Thì mấy ngày nay mình không có quay được các mọi người, tại vì tài xế mình đã nghỉ rồi, nó ngưng rồi, rồi mình chạy mấy ngày nay mình chạy mình không có thời gian mấy mình quay á. Và này cái chỗ cái xe mình chạy, từ cái gạo xe mình chạy vô tới cái mí này á, hôm nay một cái mương rất là sâu sình rất là nhiều nha mọi người. Thì mình lấy cái bờ từ ngoài kia đó mình giờ vô đây mình lùa sình, rồi mình hút mình chẻ đường trong này là mình hút mình chứa lên đây để mình kè một cái bờ mới này để cho mốt không sạc á mọi người. Mà nguyên cái ao này là khoảng một mẫu, là mình chỉ cắt một ao thôi nha, tại vì ông chủ nhà làm ao lắng, đường mương đủ thứ hết trơn luôn, vòng vòng là đường mương lấp, ở giữa là đường siêu phong lấp. Bây giờ mình sẽ lấy cái bờ đó, mình đang lấp xuống cái hố giữa đó. Còn ao này là mình cắt lỡ dở nè, tại vì đất nó mềm á mọi người. Mình để cho nó một bữa vài bữa cho nó ráo ráo rồi mình sẽ cắt lên nữa. Bây giờ mình lên xe mình dời đất này ra nha mọi người. Hôm nay là mình tự chạy luôn rồi, mình còn có một mình nè. Bây giờ mình dời cái bờ này dời qua bên đây, mình làm cái bờ mới qua khỏi đường mương rất là sâu. Hôm nay mình đã dời chút xíu nữa là xong nha mọi người. Dời này một chút nữa mình xong là mình sẽ đi khui đường nước bên đây nè mọi người, khui mấy cái vũng nước này xuống đó đó, lần bơm rồi mình sẽ bò ra ngoài cái bờ ngoài đó đang dời đó, bò ra ngoài cái xe đó mình cho chủ đất đo, để mình đo cái tim giữa cái ao mọi người, để mình cắt cái hố siêu phong luôn. Nay thì nghỉ hôm nay cũng 2-3 ngày rồi, bởi mình không có quay nên mình đăng và mình không có nói chuyện với mọi người được. Thì hôm nay cũng chúc tất cả mọi người sức khỏe nha. Mình cắt trọn cái hố xuống lòng, mình sẽ quay một lúc từ khởi đầu tới cắt xong cái hố rồi mình quay lên cho mọi người xem nha. Cầu mong là mọi người sẽ đồng hành chung với mình, họ xuống với chung mô. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và cũng đăng ký với mình. Nếu anh em bạn bè ai có người nào cũng mới thì thấy mình đăng lên và những cái video nào cảm thấy được thì mình hãy bấm like đăng ký cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Cái cây này là cái tim này mọi người, mình lại cái tim này mình cắt, là chú kêu mình cắt là chu vi cái hố là đường kính là 12 mét đó mọi người. Nhưng mà bây giờ bơm nước á chưa có cạn rồi mình không có dời cục đất thì ra được, vậy nên bây giờ mình bò lên đây mình dời đất hộ cái chiếc đĩa bay cho mọi người. Đây mình lại đây là mình dời qua đằng cho chiếc đĩa bay đằng kia hố. Thank you.
rớt điện thoại luôn mọi người ơi. Hết bụi luôn á mọi người.